Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video đầu tiên của mình trong năm 2021. Bởi vì năm nay là năm Tân Sửu cho nên mình nghĩ rằng khó có một chủ đề nào hợp lý hơn với chủ đề 10 chai nước hoa có độ bám tỏa châu bò. Có nghĩa là những cái chai mà có hiệu năng mùi, về bám mùi, về tỏa mùi rất là tốt. Rất là khó để có thể gọi là top 10 bởi vì mình tin rằng có hàng nghìn chai, thậm chí hàng chục nghìn chai có hiệu năng mùi cũng rất là tốt. Do đó, ở đây thì mình chỉ giới thiệu cho anh em 10 chai nước hoa mà cá nhân mình thấy rằng nó có một cái độ bám tỏa mùi rất là ok. Và trong năm mới rằng này thì mình rất hy vọng các anh em tiếp tục ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm. Mình để link ở bên dưới. Rất cảm ơn các anh em. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với 10 chai nước hoa có độ bám tỏa Mega Power. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Dior, chai nước hoa quốc dân. Mình nghĩ rằng các anh em đều biết rồi, đó là Dior Sauvage. Có rất là nhiều ý kiến khen cũng có, chê cũng có về chai nước hoa này. Thế nhưng quan điểm của mình, đây là một trong những sự lựa chọn rất là an toàn, rất là ok cho các anh em newbie mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Chúng ta chưa có một cái khái niệm về sử dụng mùi hương như thế nào thì, và cộng với một chai nước hoa cũng khá là đa dụng nữa, thì Dior Sauvage mình nghĩ rằng là một sự lựa chọn rất là tốt cho newbie, đó ở vị trí số 10. Tất nhiên là cùng với hiệu năng mùi của nó cũng rất là tốt. Ở vị trí số 9, đây là một sản phẩm của nhà Kilian và nó có tên là Back to Black. Cái này thì hơi khó nhìn. Ok. Mùi hương của chai nước hoa này là sự kết hợp giữa thuốc lá mà nếu mình nhớ không nhầm như là có cả mật ong. Thế nhưng nó có một nét một chút tương đồng với Herod. Thế nhưng ở Herod thì mùi hương nó mềm mại hơn, nó có một cái gì đó nó ngọt ngào hơn. Còn ở chai nước hoa này thì có vẻ nó hơi một chút thô ráp. Thế nhưng nói tóm lại, đây cũng vẫn là một chai nước hoa có nốt thuốc lá rất là xuất sắc, và cộng thêm với cái hiệu năng mùi của nó cũng rất là ok. Mình đánh giá rất là cao hiệu năng mùi của chai nước hoa này. Thì anh em nào nếu mà có, thứ nhất là có điều kiện về kinh tế, và cái thứ hai chúng ta thích một cái mùi hương thuốc lá có độ bám tỏa tốt, thì Back to Black cũng là một trong những cái sự lựa chọn mà các anh em nên tham khảo. Đó ở vị trí số 9. Ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Chúng ta thường hay trêu nhà này là yếu sinh lý bởi vì cái loạt sản phẩm Lanty de Lương của họ thường có hiệu năng mùi rất là kém. Thế nhưng bên cạnh những cái sản phẩm bị chê về hiệu năng mùi thì có một chai nước hoa mình đánh giá rất là cao về độ bám tỏa mùi của nó, đó là L'Homme Le Intense. Đây là một mùi hương, nếu phải để nói về mùi thì nó không phải là một sự xuất sắc phải gọi là hòa lên thì là không có. Mùi hương này nó ngọt một chút, có một chút sexy, thế nhưng mà nó không có một cái sự khác biệt quá nhiều với những sản phẩm. Thật ra thì những cái sản phẩm của Yves Saint Laurent, nếu mà chúng ta ngửi thường xuyên ấy, chúng ta sẽ cảm thấy là họ có một cái phong cách mùi nó cứ na ná nhau. Thì L'Homme Intense nó cũng sẽ một dạng kiểu như thế, ngọt ngọt một chút. Nhưng ở chai nước hoa này mình thấy rằng nó có cái hiệu năng mùi có thể gọi là xuất sắc hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn so với một số những sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Thì với các anh em nào mà chúng ta chỉ cần một cái mùi thơm, mùi hương ngọt ngào quyến rũ và hiệu năng mùi nữa rất là tốt, thì L'Homme Le Intense mình nghĩ rằng cũng là một cái sự lựa chọn khá là thú vị. Ở vị số 8 mình muốn giới thiệu anh em. Ở vị trí số 7 là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên là Acqua di Gio Profumo. Phải nói thật rằng mình đánh giá Profumo là sản phẩm có chất lượng, một cái mùi hương mình ưa nhất trong cái line Acqua di Gio. Về sau này ví dụ như là Profondo hoặc là một số những sản phẩm khác, Absolu nữa, thực sự là mình không đánh giá quá cao. Có nghĩa là mùi thì cũng vẫn là ok, thế nhưng thực tế mà nói thì cá nhân của mình thì mình vẫn đánh giá là Profumo vẫn là cái mùi hương mình thấy là xuất sắc nhất, cộng thêm cái hiệu năng mùi cũng rất là ok nữa. Thì nếu như kênh em nào sử dụng vào những ngày hè mà không quá nóng ấy, nóng gắt thì sử dụng chai này hơi nồng, nhưng ở mức độ nhiệt độ vừa phải thì chúng ta có thể sử dụng chai này rất là đa dụng. Do đó ở vị số 7 mình muốn giới thiệu anh em một sản phẩm của nhà Armani. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên là Fucking Fabulous.
nhà Tom Ford luôn luôn rất rất là mạnh về những cái mùi hương, ví dụ liên quan đến gia thuộc gỗ và thuốc lá, bởi vì mình nghĩ rằng nó cũng liên quan đến cái phong cách thời trang của họ. Thì những cái chai nước hoa nào mà có sử dụng những cái nguyên liệu mà đậm chất nam tính và manly thì nhà Tom Ford làm cũng rất là ok, và Fucking Fabulous cũng không là ngoại lệ. Nếu như các anh em nào ưa thích cái mùi hương của gia thuộc và với cái hiệu năng mùi nữa thì Fucking Fabulous cũng là một trong những cái mà chúng ta nên, có thể chúng ta nên tham khảo đó. Ở vị số 6. Ở vị trí số 5 là một sản phẩm của nhà Versace và nó có tên là Eros. Thực tế mà nói thì mình nghĩ rằng mỗi khi nhắc đến nhà Versace thì Eros luôn luôn được nhắc đến, cũng là một trong những chai nước hoa hay được nhắc đến đầu tiên. Và với các anh em nào tầm tuổi teen và chúng ta cần một cái mùi hương cho ngày gọi là mát hoặc là lạnh thì Eros luôn luôn mình nghĩ rằng là một trong những sự lựa chọn rất là tốt. Mùi hương nồng nàn, rất là sexy, và mình nghĩ rằng rất hợp với các anh em tuổi trẻ. Xịt vào nó rất là năng động, nó rất là một cái gì đấy, nó giống như kiểu tuổi 20 kiểu như thế. Và có thể là có những anh em không thích mùi hương chai nước hoa này, thế nhưng mình luôn cho rằng Eros luôn xứng đáng là một chai nước hoa xuất sắc của nhà Versace. Ok. Ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Mancera và nó có tên là Cetra Boys. Ok. Có rất là nhiều, mình đã có video chai nước hoa này và cũng có rất là nhiều các anh em khác cũng đã nói về chai nước hoa của nhà Mancera. Và với các anh em nào mà với điều kiện kinh tế không phải là quá là dư dả và chúng ta thích cái mùi hương nó đa dụng, nó độ bám tỏa tốt, rất là thu hút các chị em, thì Mancera Cetra Boys chính xác là cái mùi hương như thế. Mình không cần phải quá nhiều về chai nước hoa này. Ở vị trí số 3 đây là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali và nó có tên là Latent Exclusive. So với cái phiên bản cũ đó là Latent thì chai nước hoa này thực tế mà nói mình không thấy có quá nhiều sự khác biệt về mùi cá nhân mình nhé. Còn tất nhiên mỗi anh em ngửi thì mỗi người sẽ có một đánh giá, còn đối với mình cảm thấy rằng mùi hương của nó vẫn có một cái nét căn bản dựa trên mùi hương của Latent. Thế nhưng về hiệu năng mùi thì mình đánh giá phiên bản này rất là cao, cao hơn phiên bản gốc. Do đó nếu như các anh em nào mình yêu thích mùi hương của Latent và chúng ta thích cái hiệu năng mùi nó được nâng cấp lên thì phiên bản Exclusive này còn là một trong những đáng để chúng ta tham khảo. Mình không nói là phải mua nhưng chúng ta đáng để tham khảo đó. Ở vị trí số 3 là một sản phẩm của nhà Parfum de Mali. Ở vị trí số 2 là một sản phẩm của nhà Frederic Moore và nó có tên là Canon Flower. Ok. Theo như mình được biết thì khi mà pha chế mùi hương này thì cái perfumer của chai nước hoa này ông ta đã có những tận 690 phiên bản đó, 690 phiên bản kiểu như là mùi như thế nào, và mất gần 2 năm để ông ta hoàn thiện cái công thức pha mùi. Thì cũng có thể thấy là chai nước hoa này trước khi ra mắt thị trường nó cũng phải có những kiểu rất là kiểm tra đi kiểm tra lại rất là gắt gao để có thể ra mắt được cho ngoài thị trường. Tất nhiên thì đấy là mình đọc như thế, còn thì cũng không ai biết được là thực tế có đúng hay không, cái đấy thì mình không biết, nhưng mà thấy báo viết lại thì mình cũng, đây là mình chia sẻ với các anh em. Đây là cái mùi hương của hoa huệ thực tế mà nói thì mình thấy là chai nước hoa này cũng hơi khó dùng. Mình thích với một chị em nào đấy có một cái nét gì đấy nó sexy, và nó không hẳn là gọi là sexy thì hơi quá, thế nhưng mà nó giống như kiểu một quý cô có một cái nét mang lực thu hút ngầm gì đấy. Và nếu như cô ta xịt Canon Flower thì nếu là vào buổi tối ấy, thì rất là khó cưỡng lại. Nhưng nói ăn tóm về hiệu năng mùi chai nước hoa này cũng rất là ok, mình giá rất là cao. Do đó mà các anh em nếu mà có dịp thì cũng nên thử mùi huệ của chai nước hoa này, Canon Flower. Ok.
Và chai nước hoa số 1 muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Maison Francis Scott John năm 10. Ok, có rất nhiều, các anh em chỉ cần vào Google và đánh keyword là cannot smell Baccarat Rouge năm 10 thì chúng ta sẽ có hàng tá những cái thắc mắc khi mà xịt chai nước hoa này. Nhưng mà với cái cá nhân của mình, khi mà thực tế mình đã dùng chai nước hoa này thì mình dám khẳng định với anh em chỉ cần 2 shot chúng ta đã có thể đảm bảo được cái hiệu năng mùi cho có thể gọi là cả ngày, một cái mùi hương ngọt giống như một viên kẹo hay một cái gì đấy rất là ngọt ngào, rất là thu hút. Do vậy đây là một chai nước hoa mình nghĩ rằng với cái mức giá của nó so với cái hiệu năng mùi thì đây là một cái giá khá là rẻ, không phải là đắt. Do vậy vì số 1 là một sản phẩm của nhà MFK Baccarat 540. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa có độ hiệu năng mùi châu bò. Đấy, video đầu tiên của mình trong năm Tân Sửu này. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video của chị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.